Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày lễ. Ngày lễ. Vườn phía sau nhà giờ hết đồ ăn rồi, chỉ còn đu đủ. Cốc. Giờ hôm nay mình lấy cốc vô xử lý. Ồ còn được mấy cái ổi nè. Một cái ổi này con này. Cũng được mấy trái. Nó chặn hôm qua bẻ rồi. Hôm qua ông nội bẻ. Vớt cho đó luôn hả? Ừ. Làm gì từ bỏ ổi mà. Ồ. Cốc. Ok. Cái cây chánh hôm nay á là mình sẽ hái cốc này vô mình làm cốc rắc muối. Ôi trái này bự quá trời nha. Đâu? Ủa nè, nè cặp bự quá trời nè. Cốc hái mà bự quá trời. Cốc rắc muối. Ờ có ở cái kia ở cốc chín nè. Ôi cốc chín không ngon nè, cốc bự quá trời. Cốc rắc muối. Ồ, chùm bự. Anh thánh rắc muối. Thánh rắc bự. Ồ, cốc bự nha. Ai nói rắc muối, ta rắc thịt bò mình rắc vô cốc mình ăn. Ai nói là cốc thái nó không bự đâu, cốc thái bự chứ. Bỏ cho chín rồi, có cây ghê, có cho chín rồi. Không bẻ chín đâu, bẻ chín ngon. Kì vậy? Chín nó ăn nó dở lắm, cốc bự á. Ngộ lắm sao cốc này chín không ngon. Nó không ngọt à? Không biết. Ủa cái này bỏ gì đâu, bỏ chồng vậy? Về lên được không? Lấy tô mà. Ông nội để đó cho nó gớt hột xuống năm sau nó mà ngọt. Mình bước lên được không? Bình thường. Ồ. Mình đứng lên đây được không? Gì đó làm gì? Gì kỳ vậy? Xin chỗ bẻ chứ. Không có cái chùm trình bành gì đây cho anh kìa. Đó. Chùm này nè. Đó. Này đó, hả? Ừ, đó. Ồ. Oh my goodness. Nó bự vậy? Cốc to nha. Chùm này không? Đủ ăn chưa? Hả? Đủ ăn chưa? Chắc đủ rồi á. Ồ. Cái này bước lên được không em? Đi châu xa vậy trên đây nè. Ở này có mấy trái này nè, cái mấy trái này bự này á. Mấy trái này lẻ loi nó bự. Bự nó bự. Cái chùm trên đầu em luôn á. Hả? Được không? Đâu? Trên đầu á đó. Này hả? Ừ, nhưng mình đó, ừ đúng rồi. Nó nhưng mà cái này bự hơn á. Lấy này đi. Ừ, em thấy cái đó bự hơn. Em thấy cái đó bự hơn. Cái này nè. Ai vậy? Ai kêu vậy? Ai nói mình ăn cắp vậy? Biết đâu trong nhà cơ bà nội chứ. Nhà này đó, nhà đó. Ủa bên này bà nè. Đó đó. Ủa em thấy nha nè. Sợi sao em lụng vậy? À dạ. Rớt. Rồi, rớt luôn. Ồ. Ôi sao lụng vậy? Thì đưa kéo đây cầm quay cắt cho. Chắc không cắt từ trái với nguyên chùm đó nó có trái nha, trái bự trái nhỏ kìa. Rồi xớt luôn nguyên cái nhánh trên đó. Nè. Không, cắt ít thôi. Cái nhánh không? Không. Đây cái cuốn nè. Ê không, cắt từ trái bự chứ không có cắt hết. Tại nguyên chùm nó cũng có trái nhỏ trái bự. Rồi được rồi. Chắc phải về đủ rồi ha. Ok, đưa lên coi. Ok hai mọi người, hôm nay mình chỉ hái cốc này vô mình sẽ gọt ra mình làm cốc lắc, mà trước khi cốc lắc mình sẽ làm thành rắc muối trên cốc. À được. Thành rắc muối. Ừ. Được không? Ngon lành không? Ồ phát nhiều hôi quá. Phát hả? Trời ơi, cái cây mây nó rụng lá, ấy rụng bông hết trơn mà không có miếng trái. Mây thỉ gì ra bông, ba năm mà năm nào có bông vô, không có quả trái vậy. Kìa, ăn nổi con cây sẽ đủ là hết hồn luôn kìa. Phải bắt thang lên nó hái nè. Chống sợ nó ngã, nó gãy. Chơi cái thang cho mình. Vậy mà còn ổi nhiều quá ha. Ổi còn nhiều quá. Trước khi rắc muối thì mình phải xử lý gọt cái vỏ này ra, bỏ một tí muối vô, nước đá, nước mình ngâm. Đó.
Đó, giờ mình phải gọt cái này. Cái này nãy giờ mình phải gọt ra. Bỏ vô ngâm nước đá trước, trước khi mình pha chế. Chỉ có người ăn mới sướng thôi, chỉ có người, mấy người gọt xử lý thì đâu có sướng. Lâu thế mẹ. Yeah. Hên là nó có con dao này, mình gọt nó nhanh đó, gọt nó kia, mình gọt nó lâu lắm. Đó. Rồi. Gọt sạch. Bỏ vô đây nha. Bỏ vô nước đá nè. Nhìn cũng điệu nghệ quá chứ hả? Giống như dân pro vậy, chuyên môn bán cóc lát vậy. Mở gian hàng ra để ngoài đầu đường dám có người mua á. Xong cái đầu bỏ vô. Điệu nghệ không? Giống vô. Khi sáng sáng hơi quay làm xong cốc lát này mất hết ngon tay chứ. Xong. Sau 20 phút miệt mài gọt thì đã xong một đống cóc này. Đó. Bây giờ mình rửa cho sạch, mình đem ra mình rắc muối. Thấy ngon không? Bây giờ mình làm nguyên liệu để mình luyện vô. Quan trọng là mình có cái thao. Bỏ cốc vô. Đây, thành phần của nước cốc lắc hôm nay chúng ta sẽ có một hũ đường, hũ ớt bột. Muối này là muối Tây Ninh. Cái này là hot Mexican style chili powder. Cũng là ớt luôn, ớt bột. Và nước mắm thượng hạng của Việt Nam, Red Bull 100% nguyên chất, 40 độ. Muối.
Bỏ ớt này vô cho nó ngon nè, cho thêm ớt cho nó cay, ớt kia không không đủ cay. Ăn cái này vô là kêu mà uống nước tí là đi không nổi luôn á. Đi đâu mà mọi người tưởng tượng nha, nó nói đi đâu nha, nó đi đâu đi, ăn xong là sẽ đi á mà đi không nổi á. Quay chuẩn chừng 10 đến 15 vòng thôi. Nhìn nè. Wow. Thử miếng ơi. Mời cả nhà ăn chung. Giòn. Cay chua. Những ngâm nước đá nha. Ok, cảm ơn mọi người xem video nha. Có gì hẹn gặp lại, bye bye. Giờ mình đi hướng ấy. Đi hướng cái này. Bye bye.